nè nè, xuống nước nó muốn được. Khỏi 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 khỏi, ở trên bờ thôi. Ở trên bờ. Qua bên kia. Ở đây đây. Kéo bên đây, đây hả? Ừ. Tôi dậy 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 đó đâu. Lên lên lên. Tới đầu không? Tới đầu đây rồi đây. Không, đây rồi. Dưới đây dưới đây. Ờ dưới đây. Sang ta câu được con cá bự rồi, được rồi. Quá trời luôn. Nó đụng trò mình luôn á. Con này là ăn dừa rồi. Con này cũng gần 2 kg nha. Mấy? Cái 1 kg rưỡi á. Cái này là mồi nhậu dừa đó nha. Giờ nấu nước sôi làm. Rồi. Rồi. Rồi mình làm nhúng nhúng giấm ăn nha. Mình nhúng giấm được rồi. Con ơi. Nhúng giấm hả? Ừ. Đi chợ mua đồ nữa. Có đâu, chặt mấy cái chuối non á. Là cái chuối non làm phải cần đi chợ mua ra không chứ. Ừ, có căng hả? Thử cân con cá này được nhiêu ký nha. Thử đi ra, con cá nó cắn bây giờ. Nhiều hả? 1,7 kg. 1,7 kg. Gần 2 kg hả? Mẹ nó 1,5 kg nữa hơn nữa. Có mà. Giờ chuẩn bị làm cá nha các bạn. Làm cá dầu nướng giấm nha. Tắt rồi. Stop.